Bất động sản Phan Hảo Bình Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường quốc lộ 14 nha quý anh chị. Hướng này là hướng về Đà Nẵng nha, hướng về Bắc nha quý anh chị. Còn hướng ngược lại hướng này là hướng về thành phố Côn Tâm nha, về thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là một cái lô đất đó, mặt tiền đường quốc lộ 14 luôn nha quý anh chị, sát cái vách nhà này luôn nè. Sát cái nhà này luôn nha. Thì đường quốc lộ 14 này là nó 30m nha quý anh chị. Tính luôn qua vỉa hè nha. Cống thoát nước đầy đủ, điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Thì đó, cái sản phẩm của mình là đây, kế với nhà này luôn. Ngang 7m, sâu vô 100m. Full hết thổ cư nha quý anh chị. Ở đây gần tiện ích, cách trường học đồ khoảng tầm 1.5 cây số nha quý anh chị. Nói chung là dân cư đây cũng đông đúc rồi nha quý anh chị. Đây, phía trước mình là tạp hóa đây. Tạp hóa với lại bán ba đồ điện quý anh chị. Phía trước mình nói chung mặt tiền đường nhựa thông thoáng nha, nói chung là xe khách đồ đi ngang qua đây luôn nha quý anh chị. Đó, xe Đà Nẵng Sài Gòn đi ngang qua đây nha. Đó, thì bây giờ em sẽ quay vào trong lô đất, quay ra cho quý anh chị xem nha. Đây đó, vị trí em đang đứng là đứng ngay lô đất của mình luôn nha quý anh chị. Nói chung lô đất của mình là đã xây bờ gạch rồi nha. Đây đó, ngang 7m, sâu 100m nha quý anh chị. Đó, dài tới phía trước luôn, phía trước quốc lộ 14 luôn nha quý anh chị. Tại giờ đây cũng có dân rồi nhưng mà khu này thì hơi thưa nha quý anh chị. Cách ví dụ như 100m thì có căn. Đó, nói chung là cách tầm 1 cây số đổ về thì trường học này, ủy ban này, là thế giới di động, điện máy xanh đầy đủ hết nha quý anh chị. Chợ đồ các thứ, trường học rồi nha. Đó, bán kính nói chung là tầm 1.5 cây số đổ về thôi. Đó, thì em xin nói lại ở đây là xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Côn Tâm nha quý anh chị. Xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Côn Tâm nha. Đó, quý anh chị mà quan tâm lô đất này liên hệ cho liền cho em. Nói chung cái giá này đang ngộp cho quý anh chị, giá chỉ có là 280 triệu thôi, báo giá chốt luôn. Quý anh chị mà quan tâm thì liên hệ liền cho em nha. Đó, full thổ cư, ngang 7m, sâu vô 100, full thổ cư nha quý anh chị, mà giá chỉ có là 280 triệu thôi nha quý anh chị, mặt tiền quốc lộ 14. Rồi quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ liền cho em nha. Đó, sát cái vách nhà luôn nha. Đó, thấy không, nó dài 100m, ngang 7m nha quý anh chị. Đó, quan tâm liên hệ em liền nha. Nói chung đây điện nước thì đầy đủ. Đó, dân cư đông đúc nha quý anh chị. Đó, đất mình bằng phẳng, cao hơn đường nha quý anh chị, cao hơn đường 50 phân. Đó, rồi để em quay cái sổ cho quý anh chị xem nha. Đây là cái sổ mình quý anh chị. Nói chung là cái sổ mình này là sổ hồi xưa đến giờ chưa qua đầu tư luôn nha quý anh chị. Nói chung chủ này nói chung là hơn 80 tuổi rồi nha quý anh chị. Hơn 80 tuổi rồi, hồi xưa đến giờ nói chung là bây giờ muốn về quê với con nên là muốn bán. Là sổ này là sổ cũ nha, nhưng mà chủ nhà đang ra sổ mới cho quý anh chị, đang ra sổ mới cho mình luôn nha. Đây quý anh chị thấy không, sổ đỏ hồi xưa quý anh chị. Đây cái thửa đất của mình này. Đó, bây giờ em cho quý anh chị xem cái thửa đất của mình này. Ngang là hơn 7m. Đó, sâu vô là 55m nha quý anh chị. Nhưng mà thực tế là của mình là dài ra tới ngoài đường quốc lộ 14 luôn, là 100m nha quý anh chị, là thêm hơn 50m nữa. Đó, là dài 100m nha quý anh chị, nhưng mà trong sổ dài chỉ có là 55m thôi nha, 55m rưỡi nha quý anh chị. Đó, tại vì phía trước này là cái mình có thể làm xăng này. Đó, làm xăng rồi nói chung là mình làm mở quán được cũng được nha quý anh chị. Đó, sổ này sổ hồi xưa nha. Đó, nói chung là có trích lục đầy đủ đây nè. Đó, bà Võ Thị Hà này hồi xưa giờ quý anh chị, ông Châu Phan Châu Hồng nè. Đó, tờ bản đồ là thửa là 26 nè, tờ 13 nha quý anh chị. Quảng Nông, xã Đắk Nông nha quý anh chị, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Côn Tâm nha. Đó, tổng diện tích trong sổ là 421 nè. Đó, sử dụng riêng nha. Đó, đất ở tại nông thôn nha quý anh chị, một cái sử dụng này. Đó, sử dụng riêng nha. Đó, đất ở tại nông thôn nha quý anh chị, full thổ cư luôn nha. Rồi quý anh chị mà quan tâm lô đất này liên hệ cho em. Em nói nhắc lại là sổ này là chưa qua đầu tư nha quý anh chị, sổ hồi xưa còn sổ đỏ nha. Rồi, nói chung là giá rất là mềm. Nói chung thời điểm khó khăn chủ cũng đang rất kẹt tiền, quý anh chị nào quan tâm liên hệ liền cho em nha. Số điện thoại lúc nào em cũng ghi trên màn hình hết. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.